Hello, Điện Máy Ngọc Mai xin được gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Các bác ơi, hôm nay một chương trình lại sale giảm giá đặc biệt cho các bác về rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Hôm nay thì em đang ở trong một cái kho hàng rất chi là rộng, rất là nhiều các mã sản phẩm hay để em có một chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Và đây là hai đầu số điện thoại chính của bên em. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc số thứ hai là 0989458200. Khi mà các bác đặt hàng thì các bác hãy alo điện thoại trực tiếp và hoặc nhắn tin cho bên em để đặt hàng nhé. Với những cái mã sản phẩm hôm nay thì hứa hẹn sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hay, giá rẻ, một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Và bên em sẽ nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc các bác ạ. Và tất cả các mã máy từ máy pin, máy điện, dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho anh em mình xài gia đình hoặc là xài anh em thợ công trình sẽ có ở rất là nhiều những cái phân khúc và những cái sự lựa chọn khác nhau tùy túi tiền các bác nha. Và sau đây những cái mã sản phẩm này em sẽ có một cái chương trình sale giảm giá và em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã luôn nha. Các bác cố gắng tiếp tục theo dõi hết video để có thể lựa chọn cho gia đình mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất. Đầu tiên thì ngày hôm nay bên em sẽ có cái chương trình đại sale cho các bác này. Em đang dọn kho thì nó còn một ít cái thân máy mài lẻ này, em sẽ có lại đây này, màu vàng này, màu xanh này và màu đen các bác nhá. Đây là những cái thân máy mài sử dụng là lưỡi một tấc các bác ạ. Ví dụ như cái thân máy này, đây là cái thân máy mài màu vàng. Và hôm nay thì sẽ có một cái mức giá cực hời để em gửi tới các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Một cái điều đặc biệt nhất này khi mà các bác đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai là các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nha. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Và khi nhận hàng các bác mình còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Và với cái sản phẩm này thì các bác gọi treo là thân máy mài pin. Các bác nhớ là đọc cho bên em đúng tên mã máy cũng như là giá tiền như em nói ở trên này khi mình đặt hàng, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm nha. Bên em mình phân phối rất là nhiều các mã máy nhá. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn một nút đăng ký kênh màu đỏ và bật chuông thông báo lên để có thể đón xem được tất cả những cái video mới nhất mà bên em đăng tải nhá. Và với cái mã sản phẩm này thì các bác gọi cho em là thân máy mài pin loại màu vàng, hoặc là các bác có thể lựa chọn cho em này thân máy mài pin loại màu xanh này, hoặc là thân máy mài pin loại màu đen này các bác ơi. Đây, em sẽ có ba cái mẫu như thế này, ba mẫu như thế này nha các bác, nó sẽ có ba màu để cho các bác nhà mình tham khảo và lựa chọn. Đặc biệt ngày hôm nay thì bên em sẽ sale đồng giá cho các bác ba cái mã này luôn, các bác gọi cho em là thân máy mài pin. Và với những cái thân máy mài pin khi mà các bác chốt thì là nó sẽ không có theo pin sạc, không có theo pin sạc nha các bác nha. Cái này là bên em lẻ mẫu ra cho nên em thanh lý rất là rẻ thôi. Đồng giá nhau các bác nha, 399.000 một thân máy mài pin như thế này. Các bác gọi cho em là cái này thân máy mài pin màu vàng đấy, hoặc là thân máy mài pin màu xanh, hoặc là thân máy mài pin màu đen nhé. Và em sẽ thử cho các bác xem này. Đây, cái thân máy mài này là sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông, về các bác lắp vào những cái quả pin chân pin thông dụng như thế này. Mình có thể lắp những cái quả pin 10 cell hay là 15 cell nhá. Với máy thì sẽ thiết kế này, công tắc bóp nha các bác, dùng như này nó có chút hãm này. Đây, điều chỉnh được 3 tốc độ này, như là tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3 này. Đó, điều chỉnh được 3 tốc độ trên cổng pin nha các bác nha. Đây là cái thân máy màu đen, em sẽ thử cho các bác thêm cái thân máy màu vàng. Đó, thân máy màu vàng và cái này sẽ là thân máy màu xanh. Nói chung là cái chất lượng của nó sẽ ngang nhau các bác nhá, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Các bác có thể lựa chọn cho em màu xanh, màu vàng hoặc là màu đen. Cái nào cũng đều đẹp, cũng đều chắc chắn và giá siêu rẻ luôn các bác nhá, 399.000 thôi. Bên em hỗ trợ miễn phí ship. Và với thân máy thì chưa kèm theo pin sạc các bác ạ. Nhưng mà ngày hôm nay bên em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà. Và em sẽ tặng cho mỗi bác là có một tay cầm, một tay mở và một ốp bảo vệ lưỡi đi theo với cái thân máy mài này nha. Thiết kế là hàng chân pin phổ thông nên là tiện lợi lắm. Nếu mà bác nào mình chưa có pin thì mình có thể mua thêm pin giúp cho em nhá. Với những cái quả pin như này các bác tham khảo cho em này. Pin Maka này các bác, với cái quả pin 10 cell như thế này giá chỉ có 320.000 thôi. Nếu mà bác nào mình lấy pin 15 cell thì sẽ là 400.000 miễn phí ship luôn các bác ạ. Cái pin này nó sẽ là quả pin Maka hàng chính hãng luôn, thiết kế là hàng chân pin phổ thông như này. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4cm các bác nha. Đấy, với những cái quả pin chân pin phổ thông như này các bác sẽ lắp được cho những cái thân máy mài thiết kế là hàng chân pin phổ thông như thế này. Ngoài những cái quả pin 3K như này ra thì các bác có thể tham khảo cho em là những cái quả pin của T-Box đấy, hoặc là những cái quả pin. Đây, em hôm nay dọn kho là có cả một ít cái pin của Hitachi này các bạn. Cái pin 10 cell của Hitachi này này, cái pin này giá của nó sẽ là 250.000 một quả nha các bác. Đặc biệt này, ngày hôm nay nếu như mà bác làm chốt pin 10 cell của Hitachi, các bác mà lấy hai quả em sẽ giảm giá 50k. Tức là các bác mua một quả sẽ là 250k, còn hai quả thì nó chỉ có 450k thôi các bác ạ. Đây đều là những cái quả pin châu. Đấy, những cái quả pin châu và nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông nha, rất là tiện lợi luôn. Ngoài pin Maka này, pin Hitachi này, các bác có thể tham khảo cho em những cái quả pin T-Box. Đây các bác nhìn cho em này,
Bên này sẽ là những cái quả pin T-Box các bác nhá. Đây, những cái quả pin T-Box thì các bác cũng có thể tham khảo cho em. Đây là cái quả pin 10 cell của T-Box này. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, em sẽ quay sát để cho các bác nhìn thấy rõ cái quả pin này. Đấy, quả pin của T-Box thì nó sẽ có đèn báo pin các bác ạ. Đấy, và cái này nó sẽ thiết kế là hai chân pin phổ thông nhá. À, giá pin 10 cell của T-Box thì sẽ là 320, hoặc là các bác lấy pin 15 cell của T-Box thì sẽ là 400.000. Đây cái pin 15 cell này. Pin 15 cell thì nó sẽ không có đèn báo pin nha các bác nhá. Đó, nào, nếu các bác mà chưa có sạc ấy, thì các bác có thể lấy thêm một cái sạc như thế này. Đây một cái sạc như thế này thì giá của nó chỉ có là 99k, gọi treo là sạc em 10 cell. Gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác dùng cho được cả pin 10 cell và pin 15 cell luôn các bác nhá. À, đây là những cái máy mài pin. Đấy các bác có thể tham khảo thêm cho máy mài điện. Cái đợt này em đang dọn kho thì nó còn một ít cái mài này này. À, cái này nó còn tầm độ 20-30 cái nha các bác nhá. Em sẽ thanh lý rẻ thôi. Cái này thì các bác gọi treo là máy mài màu đỏ nhá. Cái này nó sẽ thiết kế là hàng công tắc gạt đuôi này các bác này. Và cái con này thì nó là của Drama. Drama này, con này công suất là 850W, máy một tấc nha, sử dụng điện trực tiếp 220V, công suất là 850W này. Đây là cái mẫu máy mài một tấc. Phụ kiện sẽ có tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Và con này thì em sẽ sale giảm giá sập sàn cho các bác với mức giá chỉ có 350.000 thôi. Rất là rẻ luôn các bác, gọi treo là máy mài màu đỏ nhá, 350k, miễn phí ship về tận nhà cho các bác này. Và bên này thì các bác tham khảo thêm cho em này, những cái bộ tarot ren. Đây cái bộ tarot ren này nó sẽ có 6 mũi các bác. Đây để em sẽ mở cho các bác coi. Một cái bộ này nó sẽ có 6 cái mũi khoan tarot nhá. Và cái mũi này thì nó sẽ thiết kế này, có từ mũi 6, từ mũi mấy nhỉ? Từ mũi 3 cho đến mũi 10 các bác ạ, không có 6, không có 9 nhá. Đấy, tổng thể nó sẽ là 6 cái mũi khoan tarot ren như này. À, cái này nó sẽ thiết kế là chân đủ giác này, các bác lắp vào những cái máy khoan đầu kẹp để mình sử dụng để khoan tarot ren nha các bác. Đấy gọi cho em là bộ tarot 6 cái nhá. Giá cho em sẽ là 200.000 này, miễn phí ship về tận nhà các bác luôn. Nào bên này thì các bác tham khảo cho em nhé. Đấy phía bên này thì các bác tham khảo giúp em. À, đây là những cái máy khò nóng của T-Box các bác. Máy khò này các bác gọi cho em là khò xanh nhá. Cái này thì nó sẽ có công suất cực đại là 2000W, mà ngày hôm nay giá chỉ có 350.000 thôi các bác nha. Rất chi là rẻ luôn, các bác lên đơn cho em gọi cho em là khò xanh. Đó, hoặc là cái con máy khoan 13 ly của T-Box đây này các bác này, cái mạng máy khoan này. À, đây là cái bộ máy khoan 13 ly của T-Box thì các bác gọi cho em là khoan 13 ly của T-Box loại màu xanh nha. Cái này thì nó sẽ có 3 chức năng luôn các bác ạ. Và điều chỉnh được 20 cấp độ trượt nhá. Cái đầu kẹp 13 ly, con này thì sẽ thiết kế là hàng chơi bi phổ thông và một bộ này theo hai pin châu 10 cell luôn. Máy sẽ thiết kế là sử dụng motor từ không chỉ thang các bác ạ, mà chỉ với mức giá có 1.280.000 thôi. À, với cái máy 13 ly của T-Box này hiện tại em đã có hai màu. Cái màu này là màu xanh, giá của nó sẽ là 1.280.000 nhá. Còn các bác muốn hợp lý hơn thì mình có thể lấy màu vàng nhá. Cái bộ màu vàng thì giá của nó chỉ có 950.000 thôi. Rất là rẻ nên các bác cứ gọi cho em là khoan pin 13 ly của T-Box nha. Là bên này các bác tham khảo treo cái máy thổi bụi này. Đây là các bác ơi, cái máy thổi bụi của T-Box nhá. Cái này thì các bác gọi treo là máy thổi bụi của T-Box. Cái này các bác vừa thổi bụi vừa hút bụi được luôn. Đấy, sử dụng điện 220V và công suất của máy sẽ là 600W, giá chỉ có 300.000 thôi các bác ạ. Cái đợt này các bác mua được giá rẻ mà lại còn được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Cái này gọi treo là máy thổi bụi của T-Box nhá. T-Box thì thổi bụi có hai mẫu, cái mẫu đây là mẫu nhỏ và cái mẫu này là mẫu lớn này. Cái mẫu lớn thì giá của nó sẽ 600.000. Đây cái mẫu này là mẫu lớn. Các bác cái này gọi cho em là máy thổi bụi của T-Box loại to, loại lớn nhá. Giá cho em là 600k. Đấy còn cái loại 300.000 thì nó sẽ là cái loại nhỏ các bác. À, tiếp theo thì qua đến cái phía bên này. Đây. Sang phía bên này thì các bác tham khảo cho em những cái dòng sản phẩm thương hiệu chính hãng của Macan. À, đây là cái bộ máy khoan bê tông các bác. Với cái mã máy khoan bê tông của Macan. Đây là một con máy khoan hai chức năng nhá. Máy sẽ là máy đầu gài, sử dụng là motor từ không chửi than và hàng chân pin phổ thông. Cái bộ sản phẩm này sẽ theo hai pin 10 châu 10 xe và giá chỉ có 1.700.000 thôi nhá. Mức giá cực hời, cực hấp dẫn luôn các bạn. Đấy, giá cho là 1.700.000 gọi cho em là bên tông pin của Macan. Là bên này thì sẽ là những cái bộ sản phẩm máy bu lông của Macan. Đây các bác tham khảo cho em này, em sẽ có hai mã như thế này. Đây có hai mã bu lông của Macan nhá. Cái này thì các bác gọi cho em là bu lông Macan mã 6098B. Đây. Cái mã này thì sẽ có mức giá 1.050.000, giá siêu rẻ luôn. Cái này nó sẽ có công suất là đây cái model này 6098B, lực xiết sẽ là 380 lu-tơn, rất là mạnh luôn các bác nha. Đây, sử dụng motor không chửi than và cái mã này sẽ có 3 đèn luôn các bác. Đầu bu lông 1/2 đầu rộng như này, máy không chửi than và hàng chơi bi phổ thông. Bộ sản phẩm này sẽ theo hai pin 10 cell các bác ạ. Giá chỉ có 600 a đông, giá chỉ là 1.050.000 nha. Hoặc là cái mã này. Đây cái mã này thì các bác gọi cho em là bu lông của Macan mã 6068A. Cái mã này thì sẽ có lực xiết là 360 lu-tơn. Và cái mã này nó sẽ có
thiết kế đây là đầu bu lông và đây là đầu chuyên vít này các bác này. Các bác nhìn treo này, đây hai cái mã này. Hai cái mã này nhìn cái hình thức máy nó sẽ y hệt nhau luôn, nó chỉ khác một cái đầu máy thôi. Đây là đầu bu lông, đây là đầu chuyên vít các bác nhá. Đồng giá nhau luôn 1.230.000 một bộ các bác ạ. À, với cái hai cái mã máy này, thiết kế của máy rất là nhỏ gọn luôn. Đây máy có 3 đèn. Đó. Bác nào mà chuyên bán vít nhiều thì mình lấy đầu chuyên vít nhá. Còn bác nào lấy bu lông thì các bác lấy cái mã này là chuyên cả bán bu lông này. Bu lông nhưng mà nó sẽ là bu lông đa năng, cho nên là các bác vừa bán được bu lông này, vừa bán tôn, bán vít đồ khoan kiểu cũng được luôn các bác. Đồng giá nhau chỉ có 1.230.000 thôi. Mà cái bộ này nó sẽ thiết kế là máy không chuyển than và hai chân bi phổ thông các bác nhá. Đấy. Mỗi bộ đều theo hai bi châu người xe hết nha các bác nhá. Đấy, giá xem là 1.230.000 cái này các bác gọi cho em là máy chuyên vít của Macan. Còn cái này gọi cho em là bu lông Macan mã 6068A nha. Giá 1.230.000 một bộ nhá. Nào bên này các bác tham khảo cho em. À, đây sẽ là cái bộ máy khoan pin của Macan. Cái mã này là mã pin 4 cell nha các bác. Á à, hẹn con này thì nói chung là với một cái mức giá rất là yêu thương luôn các bạn. 760.000 đồng. 760.000 đồng một bộ các bác nhận được nguyên hộp như này luôn này, nguyên hộp. Một máy hai pin một sạc và phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết như này. Máy sẽ là máy không chổi than nhá và máy sẽ thiết kế là đầu autolock 10 ly, chạy motor từ không chổi than tới đèn báo pin luôn này các bác này. Thiết kế pin 4 cell rất là nhỏ gọn luôn. Phù hợp nhất là dành cho các bác thợ làm gạch cao nhé. Đấy các bác thợ làm nhiều mà các bác cần một cái bộ máy khoan pin nhỏ gọn, nhẹ nhàng, bền máy bền pin thì các bác có thể tham khảo xem cái mã này. Đấy đây thì sẽ là cái bộ của xem là khoan pin Macan pin 4 cell nha các bác nhá. Đây tiếp theo qua một cái phía bên này, các bác tham khảo xem này. Những cái mẫu đèn led của Hucan nhá. Đây, em có cả đèn led và đèn chiếu xa các bác ạ. Cái này là đèn chiếu xa này. Đèn chiếu xa của Hucan sẽ có mức giá 170.000. Cái đèn chiếu xa này thì nó sẽ có chân pin phổ thông như này này các bác. Đấy, có cổng USB luôn nhé. Phía sau này anh em mình sẽ sạc được hai cái sạc điện thoại đấy. Là em sẽ thử cho bác xem cái độ sáng này. Cái này là cái thân đèn chiếu xa. Đây, rất là sáng luôn. Siêu sáng luôn nha các bác. Cái này là đèn chiếu xa này. Cái này các bác gọi cho em là thân đèn chiếu xa của Hucan giá là 170.000 này. Và đây là cái thân đèn led này. Thân đèn led thì nó sẽ có loại nhiều bóng nhé, hoặc là ít bóng. Cái này là 16 bóng này. Thân đèn led 16 bóng của Hucan giá 195k đây. Đó. Hoặc là các bác có thể lấy thân đèn led của Hucan loại 30 bóng thì là 260, còn loại 48 bóng thì sẽ là 330.000 nha các bác nhá. Tất cả những cái thân đèn của Hucan màu vàng như thế này các bác ạ, thì giá của nó là một cái mức giá rất là rẻ rồi mà các bác rất là tiện luôn nhá. Chân pin phổ thông và có cái nào cũng đều có cổng USB hết. Các bác mình mua một chức năng nhưng về sẽ xài được hai chức năng, tức là mua đèn về vừa làm đèn mà lại vừa làm chân sạc điện thoại được luôn. Bây giờ ra ở thị trường như là một cái đế chuyển sạc điện thoại thì các bác mua là cũng tầm 180-200 rồi. Thế mà cái này là có 195.000 mà các bác lại vừa làm đèn vừa làm chân sạc điện thoại được luôn. Quá rẻ quá tiện luôn các bác nhá. Đấy, các bác cần cái mã nào thì có thể alo điện thoại trực tiếp bên em để lên đơn. Và đây hai đầu số điện thoại thì em có để sẵn trên màn hình để cho các bác được tiện liên hệ nhá. À, bên này thì lên cho em này. À, một cái máy bắn cốt 5 tia xanh của Hucan, mã này là mã T22 các bác nhá. Với mức giá cho em sẽ là 850.000 miễn phí ship các bác ạ. Và với cái máy này các bác sẽ theo một quả pin châu này và sẽ có một cái chân 1m2 đi kèm luôn mà giá có 850.000 thôi nha. Nào bên này sẽ là một cái thân máy khoan của Hucan nha các bác. Với cái thân máy khoan này sẽ là cái thân máy khoan 3 chức năng. Đây, cái thân máy này các bác gọi cho em là thân máy Hucan 522. Thân máy 3 chức năng điều chỉnh được 20 cấp độ trượt đầu kim loại 13 ly và sử dụng motor chổi than 775 siêu mạnh luôn. Hàng chân pin phổ thông như thế này nha. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau 4 phân, giá thân máy là 440.000. Đây, cái này thì nó rất là mạnh nhá. Bao dài cho các bác thợ nhìn đặt công trình thoải mái ok cho em. Đấy, cái này các bác gọi cho em là thân máy Hucan 522 các bác nha. Giá là 440k thôi, miễn phí ship cho các bác luôn. Là bên này thì các bác lên cho em này. Đây nhá, một cái thân quạt này rất là đẹp và chắc chắn luôn. Cái thân quạt này sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông các bác ạ. Đây để em sẽ thử cho các bác xem. Nói chung là cái quạt này thì nó siêu mát luôn. Siêu mát này, siêu tiện và siêu bền luôn nha các bác nhá. Các bác có thể mang đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được luôn. Rất là rẻ luôn, 230.000 thôi. Một cái thân quạt này các bác ra ở thị trường với mức giá 350-380. Ngày hôm nay bên em tri ân giảm giá, tri ân bán tặng cho các bác cái mã sản phẩm này chỉ với 230.000. Miễn phí ship nha các bác nhá. Các bác gọi cho em là thân quạt, giá cho em là 230.000. Miễn phí ship này. Tiếp theo nha các bác ơi, đây qua bên này thì các bác tham khảo cho em. Để em sẽ lên cho các bác là những cái
cuộn dây điện đúc này. Đây này các bác này, đây là cái cuộn dây điện đúc mà sử dụng để dành cho các bác thợ làm công trình. Cái cuộn dây này là cuộn 5m nha các bác nha. Đây là cuộn dây 5m. Em sẽ có mẫu dây 5m giá là 220.000, còn dây 10m sẽ là 320.000, dây 15m giá 400.000, dây 20m giá 500.000 và dây 30m là giá 700.000, miễn phí ship cho các bác luôn. Đây em sẽ lấy ví dụ một cái cuộn dây 5m. Cái dây này lõi của nó sẽ là lõi dây 2.5 các bác ạ. Lõi dây 2.5 nhá. Dây rất chi là mềm và dẻo, các bác dùng không bao giờ lo bị xoắn luôn. Thiết kế của dây sẽ một đầu là cái phích đúc liền như thế này, nó sẽ ngậm cái cuộn dây rất là sâu, không bao giờ lo bị bật nha các bác nha. Còn bên này sẽ là thiết kế là đúc liền một cái ổ ba lỗ như thế này, nó có móc treo này các bác này. Ổ này sẽ là ổ ba lỗ cắm chân tròn. Cái ổ này sẽ có đèn led báo điện luôn, khi mà các bác cấp điện vào đây nó sẽ sáng, có đèn led để cho các bác biết là có điện vào rồi. Và em sẽ thử cho các bác này, với cái ổ ba lỗ như thế này, khi mà các bác sử dụng này, cắm những cái máy móc này này, đây, nó sẽ cắm rất chi là chắc luôn nhá. Em cắm thử cho các bác cái máy cắt này này, cực kỳ là chắc luôn. Đây các bác lên đơn cho em là những cái cuộn dây điện đúc tùy theo loại ngắn loại dài, tùy theo các bác nha. Cái này với những cái ổ như thế này, các bác thậm chí có thể mình có thể kéo hẳn một chiếc máy cắt cầm tay nặng đến hơn 2 kg. Đấy, các bác có thể đưa đi đưa lại thoải mái luôn mà nó cũng không bao giờ lo bị bật nhá. Không bao giờ lo bị bật luôn. Nói chung là với cái cuộn dây điện này bao xài cho các bác thợ công trình làm thoải mái, ok cho em luôn. Mà hôm nay giá rẻ như thế này mà bác làm mà không chốt là tiếc lắm luôn. Cái đợt này em về cái số lượng nó không có nhiều đâu, nên là bác nào mình chốt thì mình nhanh tay lên đơn cho em là cuộn dây điện đúc nhá. Còn các bác mà muốn mua những cái ổ lẻ ấy, những cái ổ 3 lỗ như thế này lẻ nó cũng có, hoặc là ổ 5 lỗ. Đây ổ 5 lỗ là 45k mà ổ 3 lỗ cũng là 45k thôi. Bác nào lấy 10 ổ là sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, những cái ổ này nếu như mà các bác lấy ổ 3 lỗ như thế này thì nó sẽ có đèn báo, còn ổ 5 lỗ nó sẽ không có đèn báo nhá. Gọi cho em là ổ hàng đúc. Đó, hàng bên này các bác tham khảo cho em này, những cái thước rút tự hãng như thế này. Đây là cái thước rút 7,5m các bác ạ. Rất là xịn sò luôn, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, mà ngày hôm nay chỉ với mức giá có 50.000 thôi. 50.000 một cái thước rút tự hãm như thế này. Các bác gọi cho em là thước rút tự hãm giá 50k nhá. Và cái này thì nó sẽ là thước 7,5m các bác ạ. Nào qua để về phía bên này, các bác lên cho em này. Đây là những cái máy phun sơn điện nha các bác nhá. Máy phun sơn điện này, cái này có nút điều chỉnh tia luôn, sử dụng điện trực tiếp 220V. Và công suất của máy sẽ là 550W nha. Giá cho em sẽ là 650.000 miễn phí ship. Các bác gọi cho em là máy phun sơn điện nhá, giá 650k này. Đây bên này sẽ là những cái đây thân quạt của Huka các bác ạ. Thân quạt của Huka thì rất là đẹp và chắc chắn luôn. Cái này các bác nhìn này, đẹp sắc nét chuẩn chỉnh từng chi tiết luôn. Cái này thì các bác có thể sử dụng những cái quả pin chân pin phổ thông, pin 10 cell là các bác xài vào đây. Cái này thì nó tiện được cái là các bác dùng bằng pin cũng được, mà dùng điện trực tiếp 220V cũng được nha. Các bác gọi cho em là thân quạt của Huka, giá cho em là 1.050.000 này. Đó, và bên này sẽ là những cái mẫu bình tông các bác ạ. Những cái mẫu bình tông để cho các bác có thể đựng nước, đựng rượu. Thứ nhất là các bác tham khảo cho em thì cái mẫu bình nhỏ. Đây, những cái mẫu bình nhỏ như này nó sẽ có bình 1 lít, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít nha. Cái bình này là bình 1 lít rưỡi này các bác này. Bình 1 lít rưỡi giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, các bác có thể mua 1 lít rưỡi hoặc là 2 lít, 3 lít. Với những cái mẫu bình tông đó nó sẽ có thiết kế giống nhau như thế này, nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Đấy, thiết kế của bình nhỏ thì nó sẽ là lắp đậy rồi như này các bạn. Khi mà các bác mở lắp ra nó vẫn dính liền với cái bình tông như này, sẽ không lo bị bật nha. Đấy, cái này nó là hàng Cộng Hòa, hàng Liên bang Nga, bình tông nha các bác. Chất liệu là inox. Đấy, hàng chuẩn chỉnh loại 1 nên là các bác mua nó sẽ sáng bóng và đẹp sắc nét từng chi tiết cho em. Mỗi một cái bình tông này các bác được tặng kèm thêm một cái bao da này. Đây, cái bao da nó như thế này này các bác này. Đấy, bao da nó như thế này nhá. Khi mà các bác đựng nước này thì các bác đựng cái bình tông vào cái bao da như thế này. Đấy, nói chung là cái này các bác có thể mua về để đựng nước uống này, đi làm công ty, làm lương, làm giấy. Cái bình này nó là cái bình của cái bao da này là của bình 2 lít, nhưng mà em đang đút vào cái bình 4 lít rưỡi thì nó đang bị hơi lọt đây các bác nhá. Đấy, em lấy ví dụ cho các bác thôi. Đấy, đây, cái này nó sẽ có cái dây đeo này, mình có thể đeo lên vai để mình có thể đi đâu cũng được. Đấy, đi săn bắn hay là đi đâu mình có thể đi làm, đi chơi. Đấy, làm quà biếu cũng rất là đẹp luôn nhá. Với cái mẫu này là mẫu bình nhỏ này. Còn khi mà các bác lấy mẫu bình lớn ấy, cái mẫu bình lớn nó sẽ là bình 5 lít hoặc 4 lít nha. Đây là cái bình 4 lít, giá của nó sẽ là 350.000, còn bình 5 lít sẽ là 400.000 các bạn, miễn phí ship luôn nhé. Với cái bình 4 lít hoặc 5 lít thì cái lắp của nó sẽ là lắp giò như thế này. Đấy. Và cái bao da của bình 4 lít với 5 lít thì nó cũng sẽ khác so với những cái bình nhỏ nhá.
cái bình 4 lít 5 lít cái bao dao nó như này này các bác này. Đây các bác đựng vào đây. Cái bao dao của nó thì sẽ có hai cái dây xách nhá, có hai cái dây xách như thế này. Đấy, và đây này, ở đây là có một cái ngăn này. Ngăn này nó có một cái dây đeo. Các bác treo vào hai bên sườn này nó sẽ có cái móc nhá để cho mình có cái dây xách dây đeo vai luôn đấy. Đấy, cái ngăn này thì nó sẽ có lắp đậy này các bác này. Ngăn này mình có thể đựng đồ được nhá. Bên này nó sẽ có một cái ngăn kéo khóa nữa này. Đấy, những cái ngăn này thì chúng ta có thể đựng đồ được. Đấy, rất là thuận tiện luôn. Đấy, các bác có thể lên đơn treo này những cái mẫu bình tông. Đó, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn các bác ạ. Lào qua đến cái phía bên này, các bác có thể tham khảo treo này. Đây em sẽ đưa sát cho các bác vào màn hình để cho các bác có thể tham khảo xem cái bộ khẩu bắn bu lông 11 chi tiết. Đây là bộ khẩu 1/2 các bác nhá. Với cái bộ khẩu 1/2 như thế này. Bộ khẩu bắn bu lông 1/2 11 chi tiết này, giá cho em sẽ là 180.000. Đấy, cái bộ khẩu này thì nói chung là cái chất liệu của nó đẹp lắm. Sáng bóng đẹp sắc nét từng chi tiết luôn các bác ạ. Có bao gồm 9 cái khẩu 1/2, từ khẩu 8 đến khẩu 24. Và một cái lối dài, một cái tròng mở tay như thế này nữa. Chất liệu mạ chrome sáng bóng luôn, bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác. Chỉ với mức giá 180k thôi. Bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship nhá. Cái này thì các bác gọi cho em là bộ khẩu bán bu lông 11 chi tiết này. Rất là xịn xò luôn, giá chỉ có 180k thôi. Nào bên này em sẽ giới thiệu các bác một cái con máy bu lông pin hàng lực siết cực khủng luôn. Đây là bu lông pin của Asake. Mã này gọi cho em là bu lông pin Asake loại màu xanh. Giá cho em sẽ là 1.950.000 các bác nhá. 1.950.000 một bộ. Thì các bác sẽ có bao gồm một thân máy này, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin châu 10 xe như này, cực khủng luôn. Và đầu máy nó sẽ là đầu bu lông 1/2 đầu đặc. Máy sử dụng là motor từ không chổi thang các bác ạ. Cái này lực siết của nó sẽ từ 880 cho đến 1.500 N để phục vụ cho các bác nhà mình bắn những cái bu lông cỡ lớn, bu lông 20-30 nhá. Giá cho em sẽ là 1.950.000. Lao qua đến cái phía bên này, các bác tham khảo cho em này. Em sẽ lên một cái con máy khoan bê tông hàng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ cho các bác nhà mình. Đây là con máy khoan bê tông 3 chức năng. Đấy, cái này nó sẽ là máy 3 chức năng như thế này này. Đầu gài nhá, máy đầu gài đây các bác này. Có đảo chiều luôn này. Mẫu máy cực đẹp luôn. Con này thì nó sẽ bảo hành cho các bác 100% là hàng dây đồng ruột dài. Đó. Và ngày hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá siêu hấp dẫn luôn. Chỉ với 599.000 đồng một máy nhá. Lưu ý cho em cái bộ này sẽ không có hộp đựng máy. Các bác chỉ có máy và tay cầm thôi. Giá siêu rẻ luôn, 599.000. Để sở hữu được một con máy khoan bê tông to chà bá như thế này luôn. Hàng dây đồng 100% các bác nha. Giá 599.000 cho em miễn phí ship. Đấy, chỉ có máy và tay cầm đi theo, không có hộp đựng máy và không có mũi khoan đi kèm. Con này hàng dây đồng 100% luôn. Đó, chỉ với mức giá là 599k. Gọi lên đơn cho em là máy khoan bê tông loại màu xanh nha các bác. Gọi cho em là bê tông điện loại màu xanh, giá 599k. Còn các bác mà muốn lấy nguyên hộp ấy, thì các bác có thể tham khảo cho em cái con máy khoan bê tông của Hukan. Đây mã này. Mã này là bê tông Hukan mã K98 nhá. Đây cái này là nguyên bộ của nó này các bác này. Có máy, có tay cầm, có hộp đựng và bên này sẽ có 2 mũi đục, 3 mũi khoan đi kèm luôn các bác ạ. Giá cho em sẽ là bao nhiêu ạ? 899.000 đồng một bộ nha các bác. Một cái mức giá siêu siêu hấp dẫn luôn. Đấy, con này nó sẽ là hàng logo dập nổi này. Máy sẽ có 3 chức năng, có đảo chiều và đầu mũi khoan 2/26 nhá. Công suất cực đại là 1100W các bác ạ. Với mức giá cho em là 899.000. Các bác lên đơn gọi cho em là bê tông Hukan K98, giá cho em là 899.000. Đó, nào bên này sẽ là cái bộ chuyển cắt tôn nha. Bộ chuyển cắt tôn này, cái bộ chuyển này không kèm theo máy khoan các bác nha. Đây em lắp vào máy khoan để cho các bác có thể hình dung ra là về các bác lắp vào máy khoan như thế này. Các bác lắp vào máy khoan đầu kẹp, khoan pin hoặc là khoan điện nha. Giá cho em là 250.000 cái bộ này. Gọi cho em là bộ chuyển cắt tôn giá 250.000. Đó, miễn phí ship luôn các bác ạ. Nào bên này sẽ là một cái con máy khoan bu lông pin của Hitachi. Đây là một cái bộ máy bu lông đa lăng 2-1 luôn, máy không chổi than. Đó, và hàng chân pin phổ thông, bộ sản phẩm này theo hai pin châu 10 xe luôn các bác ơi. Giá chỉ có 650.000. 650.000 một bộ và sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc luôn. Các bác gọi cho em là bu lông Hitachi, nguyên bộ sẽ là 650.000. Còn bác nào lấy thân máy sẽ là 320.000 nha các bác nha. 330.000 miễn phí ship luôn. Giá thân máy là 330.000, còn nguyên bộ sẽ là 650.000. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, các bác gọi cho em là bu lông Hitachi. Đó, là bên này sẽ là một cái mã sản phẩm máy cắt cầm tay của Hukan.
hàng chuôi dài các bác nha. Cái này Hukan thì nó là hàng công ty, hàng chính hãng và được sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Một cái mẫu máy rất là xịn sò con bò như thế này mà ngày hôm nay các bác chốt được cái mức giá siêu hấp dẫn luôn. 450.000 thôi các bác, thiết kế máy chuôi dài công tắc bóp như này nhá, chổi than bên ngoài. Đấy, và con này nó sẽ có công suất là 950W, sử dụng điện trực tiếp 220V. Đặc biệt máy sẽ có điều chỉnh được 6 lứa tốc độ nhanh chậm như này các bác ạ. Điều chỉnh được 6 lứa tốc độ nhanh chậm, hàng dây đồng 100% luôn. Chỉ với mức giá 450.000, các bác lên đơn gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Phụ kiện đi theo sẽ có máy có tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi nha, giá chỉ có 450.000 thôi. Bên này em sẽ lên một chiếc kéo cắt tôn của Nhật này. Kéo cắt tôn của Nhật là 200.000 miễn phí ship nha. Các bác gọi cho em là kéo cắt tôn. Đấy, giá cho em là 200k miễn phí ship về tận nhà các bác luôn. Nào, bên này thì các bác lên cho em một cái bộ lam xích này. Cái bộ này là bộ lam xích 12 inch. Cái lam của nó sẽ dài lên tới là 34cm. Về các bác lắp đặt lại như này nhá. Lắp vào những cái máy mài pin hoặc mài điện máy một tấc là các bác xài. Cái này thì nó sẽ có cả loại đựng dầu này. Trong này nó sẽ có đủ bộ về các bác lắp đặt lại như hình ảnh mình xài thôi. Giá chỉ có 180.000 miễn ship về tận nhà luôn. Gọi cho em là bộ lam xích các bác nhá. Bên này thì lên cho em này, máy khoan của Hukan 13 ly mã 533. Đây, hôm nay mà bác làm mà chốt thân máy giá sẽ là 600.000. Còn nguyên bộ sẽ là 1.200.000 nha các bác. Đấy, nguyên bộ thì các bác sẽ theo hai pin 10 xanh này. Đây là con máy khoan 3 chức năng, đầu 13 ly nhá, máy không chổi than và chân pin phổ thông. Rất chi là tiện lợi luôn ấy. Và hôm nay thì các bác mua được cái mức giá rất là rẻ, nên là bác là chốt thì mình cứ nhanh tay cho em gọi cho em là Hukan 533 nhá. Máy hàn của Kenmax đây các bác này, giá 950.000. Cái này thì các bác sẽ có nguyên bộ, có máy, có dây hàn kìm hàn và kẹp mát nhá. Bao cho các bác nhà mình hàn que 2 ly rưỡi từ sáng đến tối luôn. Chấm tỉa que 3 ly 2 cho em là ok. Đằng sau nó có quạt làm mát này. Con này nó là cái mã model là ARC200S nha các bác. Có những cái ô thoáng này các bác nhìn thấy chưa? Xuyên thấu hết nội thất bên trong máy luôn, những cái sợi đồng rất là to luôn các bác ạ. Đó, gọi cho em là hàng Kenmax nha. Giá chỉ có 950.000 thôi. Bên này là một bộ máy khoan bi của Hukan mã S8. Đây, con này hôm nay giá siêu tốt luôn. Cái này nó sẽ là máy 3 chức năng. Đấy, điều chỉnh 25 cấp trượt, đầu kẹp 10 ly nhá. Nguyên bộ sẽ bao gồm một thân máy, 2 pin, 1 sạc và phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết như này. Giá chỉ có 650.000 thôi các bác ạ. Đấy, máy 3 chức năng để phù hợp cho anh em mình xài gia đình này, hay là anh em thợ làm những công việc nhẹ, làm trần nhựa, làm thạch cao, đấy, làm nhôm kính thì các bác có thể sở hữu mã này nhá. Gọi cho em là Hukan 5 cell loại có than, giá 650.000. À, tiếp theo sẽ là một cái thân máy bơm lốp của Hukan. Thân máy bơm lốp của Hukan thì sẽ có đồng hồ báo này, hai chân bi phổ thông như này các bạn. Giá cho em sẽ là 550.000 một thân máy nhé. Gọi cho em là thân bơm lốp Hukan 550.000. Bên này sẽ là thân cưa xích này. Cái này thân cưa xích Hukan nhé. Thân cưa xích Hukan là thiết kế hai chân bi phổ thông. Cái này lam của nó dài, lam dài 20cm các bạn. Cái mẫu máy này thì phải nói rằng là hàng siêu to khổng lồ luôn. Máy không chổi than nhá, và hàng chân bi phổ thông nha các bác. Giá thân máy cho em là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu một thân máy nha. Bên này lên cho em một con máy đục 14 ly của Hukan chính hãng luôn này. Đấy, giá cho em sẽ là 1.250.000. Em có cả đục 14 ly hoặc đục 17 ly đồng giá nhau 1.250.000 luôn. Bác là chốt thì lên đôi cho em, gọi cho em là đục của Hukan nhá. Đục lại đục 14 ly, 17 ly cũng bằng giá luôn. Đấy, nào sang bên này các bác lên cho em một cái hộp đựng đồ này. Cái này gọi cho em là hộp inox loại to. Giá cho em sẽ là 530.000 miễn phí ship nha. Cái hộp này nó sẽ có thiết kế là hai cái tay sách này. Chất liệu là inox, rất là đẹp luôn. Đây, rất là nhiều ngăn này các bác ơi. Cái này khi các bác mở ra nó sẽ có một ngăn ở dưới và bên sườn là mỗi bên hai ngăn nhá. Giá cho em là 530.000. Cái chiều dài của nó sẽ là 55cm các bác ạ. Chiều cao với chiều rộng đồng với nhau là 20cm nha. Giá 530.000 miễn ship toàn quốc cho các bác luôn. Nào, bên này thì lên cho em một cái bơm dậm chân này, bơm dậm chân 2 bít tông. Các bác sử dụng để bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô luôn. Giá chỉ có 230.000 thôi. Gọi cho em là bơm 2 lòng nhá. Gọi cho em là bơm dậm chân 2 bít tông. Giá cho em là 230.000 này. Bên này sẽ là những cái hộp đựng đồ của Kabushi. Hộp đựng đồ của Kabushi hàng chính hãng luôn. Em sẽ có size to hoặc là size nhỏ. Cái này là cái size nhỏ các bác ạ. Size nhỏ giá 220 nhé, còn size to thì giá sẽ 250 miễn phí ship luôn. Cái này nó có hai cái bên khóa như này, các bác mở ra thì nó sẽ có một ngăn to như này và một lắp đậy như này nhá. Đấy, cái này nó sẽ có cái tay sách này và bên mặt trên nó sẽ có những cái ngăn như thế này. Đấy, các bác có thể đựng đồ ở đây, rất là tiện luôn. Với cái size nhỏ thì cái chiều dài của nó sẽ là 40, size to thì chiều dài là 44 nhá. Chiều cao với chiều rộng đều là 20cm hết. Đấy, và các bác hình dung cho em này, với cái chiều dài như em vừa lêu tên, nhưng mà cái chiều dài đấy là chiều dài của lắp
của lắp hộp, nhưng mà đáy hộp thì nó sẽ ngắn hơn cái lắp hộp tầm 3 cm nhé các nha. Đấy, các bác có thể tham khảo kỹ cái kích thước để xem là nó có phù hợp với công việc của mình hay là không. Gọi cho em là hộp nhựa được đồ của Kabushi, hộp size bé là 220.000, còn size to là 205.000, miễn phí ship các bạn. Bên này sẽ là những cái kích gạch này. Đây, những cái kích gạch này em sẽ về cái đợt này là cái loại đẹp nhất, loại dày nhất các bác ạ. Giá chỉ có 45.000 thôi. Các bác gọi cho em là con kích gạch. Đấy, giá 45.000 một cái nhá. Bác nào lấy 10 cái em miễn phí ship luôn. Đây, bên này lên cho em cái bộ tô vít đóng của Kabushi này, giá cho em là 250.000. Đấy, rất là rẻ. Nói chung là hôm nay thì em lên bạt ngàn đồ luôn, nó còn rất là nhiều các bác ạ. Trong tổng nước 1, 2, 3 của Aqua. Đây, cái bộ này là bộ lõi 3 quả các bác ạ. 3 quả lõi lọc nước của Aqua, gọi là lõi lọc nước của Aqua, nhưng mà các bác sẽ lắp mình có thể thay thế được cho cả máy Aqua này, máy Kangaroo này hay là máy Carofi là mình vẫn có thể thay thế được nha. Nó sẽ là lõi lọc nước đa năng các bác ạ. Và ngày hôm nay chỉ với mức giá 150.000 thôi, các bác sở hữu được 3 cái lõi lọc nước 123 của Aqua như thế này. Đây là bộ 3 quả nhá. Còn nếu mà các bác muốn cái mức giá hợp lý hơn, mình có thể lấy những cái lõi lọc nước đa năng này. Cái bộ đa năng này thì ngày hôm nay ở cái kho này em để đây nó bị thiếu mất quả số 2. Đấy, các bác mà lấy bộ 3 quả thì nó chỉ có 100.000 thôi. Và đặc biệt hôm nay các bác mua giá lẻ mà ngang với giá sỉ và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Đây là mẫu 3 quả các bác nhá. Đấy, các bác lấy bộ 3 quả đa năng sẽ là 100, còn 3 quả lõi lọc nước của Aqua sẽ là 150. Với cái quả màu xanh này này là quả số 4 các bác. Quả số 4 là quả RO nhé, giá của nó sẽ là 200.000. Nhưng mà khi mà các bác ghép chung vào cái bộ 3 quả là các bác lấy bộ 4 quả luôn á, thì lấy cái quả số 4 này em tính giá nó chỉ còn có 180 thôi. Tức là các bác có thể mua bộ 3 quả này hoặc là 4 quả. Đấy, và những cái lõi lọc nước này thì nói chung là nó thay thế rất là dễ. Đấy, bây giờ gia đình nào các bác cũng đều có lõi lọc nước rồi. Đấy, các bác có thể mua về mình tự thay thế, không cần phải gọi thợ nha. Cái nguồn nước thì thật sự bây giờ nó rất là quan trọng các bạn. Đấy, các bác phải thay lõi lọc thường xuyên thì mới đảm bảo được chất lượng nước nha các bác nha. Lên đơn cho em là lõi lọc nước các bác nha. Ngày hôm nay thì em cũng sẽ chi tiết tới các bác về lõi lọc nước này và tất cả những cái mẫu sản phẩm điện máy, dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho các bác nhà mình này, xài làm thợ này hoặc là xài trong công việc gia đình cũng rất là ok. Rất là nhiều các mã sản phẩm hay và hôm nay với cái mức giá cực tốt để em gửi tới các bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Bác nào mà có nhu cầu về mã nào thì các bác hãy cố gắng theo dõi hết video để có thể lựa chọn ghép đơn. Mình có thể là đặt cùng một lúc nhiều mã sản phẩm đi cùng một đơn hàng để không bị mất phí ship. Thì cái bộ sản phẩm này đây các bác gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức này, giá chỉ có 100.000 thôi các bác ạ. 100.000 thôi mà các bác có thể là nhận được một cái bộ phụ kiện đầy đủ các chi tiết như thế này. Cái này gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức nha, giá 100.000. Và các bác đặt mã nào thì đọc cho bên em đúng tên mã máy này cũng như là giá tiền như em nói ở trên này, để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã nhé. Và hai số điện thoại để liên hệ đặt hàng em sẽ để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc số thứ hai là 0989458200. Khi đặt hàng thì các bác hãy alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em nha. Đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai là các bác không cần phải đặt cọc này, không cần phải chuyển khoản tiền trước này. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha. Và cái bộ này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức, giá chỉ có 100.000 thôi. Bên này sẽ lên tiếp cho em này, một cái bộ máy cạo râu bằng pin của Hyundai quá nha. Cái đợt này thì máy cạo râu bên em có hai mẫu nhá. Cái mẫu này là mẫu màu đen, trước có cả cái mẫu màu vàng ấy thì giá của nó có 160 thôi, nhưng mà cái mẫu màu đen này thì nó sẽ đẹp, nó sẽ chắc chắn hơn, giá của nó sẽ là 200.000 và được miễn phí ship nha. Bây giờ cạo râu thì các bác lên sử dụng những cái chiếc máy như thế này, sử dụng nó sẽ rất an toàn, không có lo bị đau rát chảy máu như là các bác dùng bằng dao lam đâu. Đấy, và cái độ bền của nó rất là cao nha. Cái này các bác gọi cho em là máy cạo râu bằng pin loại màu đen, giá 200.000 này, miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà các bác luôn. Tiếp theo sẽ lên cho em những cái ổ cắm đúc nhá. Đây là cái ổ 3 lỗ cắm này các bác. Ổ 3 lỗ cắm nó sẽ có 3 lỗ chân tròn như thế này, và ổ 5 lỗ thì nó sẽ có 3 lỗ chân tròn và 2 lỗ chân dẹt. Bác nào lấy ổ 3 lỗ sẽ có đèn báo điện nhá, ổ 5 lỗ là không có đèn. Và ngày hôm nay các bác lấy ổ 3 lỗ hoặc ổ 5 lỗ sẽ đồng giá nhau là 45.000 một ổ. Bác nào lấy 10 ổ sẽ được miễn phí ship nhá. Còn phích cắm thì sẽ là 25.000 một phích nha. Đấy, các bác có thể ghép chung 1-2 cái ổ cắm này để mình đi chung với những cái đơn hàng máy móc. Đấy, thêm 1-2 những cái mã này thì các bác không mất thêm tiền phí ship nhá. Đấy, bên này sẽ là những cái đầu bắn tôn này các bác ơi, những cái đầu bắn tôn của Daiwatt nhá. Phải nói rằng là siêu hút luôn. Với những cái đầu bắn tôn này này thì các bác lên đơn xem là
25.000 một đầu thôi, 25.000 một đầu, nhưng mà nó sẽ có hai màu nhé. Cái đợt này nó sẽ có màu vàng hoặc màu đen. Đây là cái màu vàng các bác. Đấy, nói chung là cái này thì các bác dùng nó cái độ bền nó cao và cái lực hút của nó là siêu mạnh luôn. À, bên này sẽ là một chiếc kéo cắt tôn. Một chiếc kéo cắt tôn cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Kéo cắt tôn của Nhật này, giá cho em sẽ là 199k. Các bác gọi cho em là kéo cắt tôn, giá 199k nhá. Một bộ lấy ốc gãy này. Cái bộ lấy ốc gãy này nó sẽ có 4 chiếc nha. Đấy, các bác sẽ có hai đầu, một đầu xuôi, một đầu ngược. Đấy, cái này thì các bác cứ lắp vào những cái máy khoan, khoan pin hoặc là khoan điện nhá. Các bác sử dụng để mình nhả những con ốc gãy chân. Gọi cho em là bộ lấy ốc gãy, giá 125.000 thôi, miễn phí ship các bác nhá. Các bác tham khảo cho em một cái bộ cờ lê GT của Mỹ này. Cái bộ cờ lê này thì quá là xịn sò luôn các bác ạ. Bộ này nó sẽ có bao gồm 14 cái cờ lê, từ cờ lê 8 cho đến cờ lê 24. Và các bác nhìn cho em cái chất liệu này. Đấy, chất liệu nó bao đẹp nhá. Mạ chrome sáng bóng luôn. Thiết kế nó sẽ là một đầu cờ lê, một đầu là tròng như thế này các bác ạ. Đó, giá cho em 300.000 nhá. 300.000 một bộ thôi, được miễn phí ship luôn. Đấy, các bác gọi cho em là bộ cờ lê. Giá cho em là 300k, miễn ship này. Cái đợt này thì cái thức rút tự hãm bên em nó sẽ có 3 kiểu như thế này nha các bác. Đây, nó có nhiều màu. Cái này là cái màu trắng này. Đây là cái màu trắng này. Cái này cái màu tím này, cái màu xanh này. Màu tím với màu xanh nó sẽ thiết kế là hình tròn như thế này. Còn cái màu trắng thì các bác nhìn cái cảm giác của nó sẽ hầm hố hơn một chút xíu. Nhưng mà nói chung cái nào cũng đều đẹp, cái nào cũng đều chắc chắn và hàng chất lượng hết nha các bác nha. À, với những cái thước rút tự hãm này này, với những cái thước rút tự hãm này nó sẽ là thước rút tự hãm 7,5m. Và ngày hôm nay em trên bán tặng các bác chỉ với mức giá là 70.000 thôi. Các bác lên đơn cho em là thước rút tự hãm 7,5 nhá. À, giá là 50k, 50k một cái nha các bác. Bác nào lấy 10 cái em miễn phí ship. Đấy, các bác gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m. Ở đây thì các bác có thể tham khảo cho em những cái sợi dây điện như thế này. Đây là cái sợi dây nguồn nha các bác. Các bác gọi cho em là sợi dây nguồn 3m. Hôm nay thì em bán tặng các bác giá chỉ có 85.000 một sợi thôi. Cái này thì số lượng em có rất là ít nha. Bác là chút là mình nhanh tay này. Cái sợi dây này nó sẽ thiết kế là dài 3m. Một đầu sẽ là phích đúc liền như thế này. Đấy, và một đầu thì nó sẽ để những cái điểm chờ như thế này, để cho các bác đấu vào các loại máy. Và với cái sợi dây này thì bao cho các bác nhà mình này, dùng được cho tất cả các loại máy trên thị trường luôn. Mà hôm nay em bán tặng các bác chỉ có 85.000 một sợi thôi nhá. Sợi này nó sẽ là dài 3m đấy các bác ạ. Cái sợi dây điện này nó sẽ thiết kế từ cái dây của những cái cuộn dây điện đúc như thế này. Đấy, dây điện đúc thì là sẽ có thiết kế dây 5m, giá là 220.000. Dây 10m là 320.000. Cái cuộn này là cuộn 10m này các bác này. Đấy, dây thì nó sẽ có dây màu trắng như thế này, hoặc là màu trắng này màu trắng sữa nhá, hoặc là dây màu đen. Đấy, nó tùy từng đợt các bác ạ. Đấy, các bác hình dung là cái dây nguồn với lại cái cuộn dây điện đúc này nó sẽ thiết kế là dây giống nhau. Tức là bên này nó sẽ là dây điện là nó có một đầu là ổ, một đầu là phích để cho các bác dùng đi công trình. Đấy, còn cái dây nguồn này thì nó sẽ để cái điểm chờ như này để cho các bác đấu vào các loại máy nhá. Với những cái cuộn dây điện đúc này này thì các bác làm công trình công trường nó rất là tiện. Sẽ có đủ kích cỡ từ 5m cho đến 30m. Dây 5m thì giá 220.000 thôi, dây 10m là 320.000. Cuộn dây 15m giá sẽ là 400.000, 20m giá 500.000 và cuối cùng sẽ là 30m là giá nhất thì giá sẽ là 700.000. Bác nào lấy dây điện đúc là em sẽ miễn ship luôn nhá. Đấy, với những cái cuộn dây điện đúc loại dây 2.5 như thế này, thiết kế một đầu là ổ 3 lỗ cắm và một đầu là phích đúc liền như thế này, siêu xịn luôn, bao xài cho các làm công trình ok thoải mái luôn. Lên đơn cho em là những cái cuộn dây điện đúc như này. Còn các bác mà có máy khoan pin này, các bác cần nhu cầu mua công tắc này hay là mua mạch để mình thay thế nhá. Đó, thì các bác có thể lên đơn cho em. Đây, những cái công tắc của máy khoan pin. Công tắc có than hoặc là công tắc không than. Đây là công tắc không than này. Đấy, giá 50.000 một công tắc nha các bác. Công tắc giá 50.000. Còn các bác cần những cái mạch này. Đây là những cái mạch bu lông nhá. Đấy, cái mạch này là mạch bu lông này. Đây, mạch này mạch bu lông 3 tốc nha các bác nha. Mạch bu lông 3 tốc thì giá sẽ là bao nhiêu ạ? 180.000 nha. 180.000 mạch bu lông 3 tốc. Còn các bác mà lấy mạch bu lông 2 tốc thì sẽ là 150.000 thôi. Mạch 2 tốc nó sẽ là cái mạch như thế này. Đấy, mạch 2 tốc thì hay gặp ở cái bu lông Hitachi. Còn mạch 3 tốc là các bác sẽ hay gặp ở những cái mạch bu lông Makita loại phím vàng nha các bác nha. Đấy, cái này gọi cho em là mạch bu lông loại 2 tốc này. Giá 150.000 này. Còn đây sẽ là những cái mạch của những cái con máy khoan 13 ly, như là con 13 ly Makita đấy. Thì giá của nó sẽ là 180 nhá. Cái này gọi cho em là mạch khoan 13 ly của Makita này. Đấy, giá 180k. Đấy, không những Makita mà hay những cái hãng khác mà các bác nhìn cái mạch nó cứ giống nhau là các bác sẽ có thể lắp được vừa cho nhau nhá.
À, bác nào mà mình cần những cái ống nhòm này, đây lên đơn cho em những cái ống nhòm như thế này. Cái đợt này bên em sẽ có hai màu nha. Cái màu này là màu xanh này, có cả màu vàng, à có cả màu đen nha các bác, có màu xanh và màu đen. Đồng giá nhau là 75.000, 750.000 một cái ống nhòm nha các bác nha, miễn ship về tận nhà luôn. Đây, bên này em có một ít cái pin của máy tia này các bác này. Pin của những cái máy bắn cốt 5 tia xanh ý. Đấy, pin này pin của Huka này các bác này. Đấy, nó có thể có pin của Huka hoặc là pin của hãng khác nha. Cái chất lượng của nó vẫn đều ok hết. Giá cho em là 100, cái này thì em bán tặng các bác là 100k một quả nhá. Lên đơn cho em là pin của máy bắn cốt 5 tia xanh. Đấy, giá cho em là 100k này. Lào qua đến cái phía bên này thì các bác có thể tham khảo cho em cái đợt là em đang thanh lý cái thân máy cưa xích pin của Hukan đây. Cái thân máy này thì sẽ thiết kế là máy không chổi than các bác ạ. Hàng chơi bi phổ thông này, thân máy siêu to khổng lồ luôn nhá. Cái lam của nó sẽ dài 20cm luôn. À, giá cho em sẽ là 1.3 triệu một thân máy nhá. Đây, bình thường cái thân máy này nó 1.5 triệu. Cái đợt này em còn có mấy cái nữa thôi, em bán tặng nốt cho các bác cho nó gọn mẫu nhá. Giá là 1.3 triệu một thân máy cho em. Gọi cho em là thân máy cưa xích pin của Hukan, giá là 1.3 triệu. Đấy, bên này sẽ là những cái máy sấy tóc này. À, những cái máy sấy tóc công suất cực đại 5.000W luôn các bác nha. Đấy, nó sẽ có hai công tắc tắt mở như thế này. Sử dụng điện 220V, giá cho em sẽ là 200.000 nhá. 200.000 miễn ship nhá, các bác gọi cho em là máy sấy tóc. Giá 200.000 miễn phí ship này. À, cưa gấp này các bác này, à, với những cái cưa gấp 26cm như này, một cái cưa gấp này các bác ra ngoài thị trường mua thì với mức giá là 200-250 một cái luôn ấy. Ngày hôm nay em bán tặng các bác giá 70k. Đấy, lên đơn cho em là cưa gấp nha. Cái cưa này nó sẽ là cưa gấp 26cm, à, giá cho em là 70k nha. Bác nào lấy 10 cái em sẽ miễn phí ship luôn. Đấy, còn các bác mà cần những cái kéo bonsai để mình làm bonsai, làm cây cảnh này, các bác tham khảo cho em. À, đây là chiếc kéo bonsai hoa anh đào nha. Kéo bonsai hoa anh đào này đẹp sắc nét từng chi tiết luôn các bác. Giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 thôi, được miễn ship về tận nhà luôn nha các bác này. Nhìn các bác nhìn cái mẫu mã này, quá là đẹp luôn. Đấy, bên này thì sẽ là chiếc kéo bonsai vàng nha. Kéo bonsai vàng giá cho em là 70k này. 70k cái kéo bonsai vàng như thế này nhá. Hoặc là các bác có thể tham khảo những cái kéo đa lăng này. Cái kéo này là kéo đa lăng cán cong trắng nhá. Giá 80.000. Đấy, có cả kéo đa lăng cán đỏ là giá cũng 80.000 thôi. Các bác có thể tham khảo lấy 1-2 cái kéo này để mình ghép hàng đi chung đơn được ấy. Đó, nào bên này nhá, nếu như mà các bác mà cần những cái cục sạc cho máy khoan pin, các bác có thể lên đơn cho em những cái cục sạc 10 cell như thế này nhá. Đây, cái này gọi cho em là sạc bàn 10 cell, giá là 99k. Nhá, nó gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell hoặc là pin 15 cell luôn. Giá chỉ có 99k thôi. Đây là sạc bàn. Còn nếu mà các bác lấy sạc adapter ấy, sạc adapter thì sẽ là 70k nhá. Các bác cứ gọi cho em là sạc dây, cái này gọi cho em là sạc dây 10 cell giá 70k. Còn sạc bàn 10 cell như này giá sẽ là 99k. Đấy, hôm nay thì nói chung là cái mức giá của nó rất là tốt bởi vì là số lượng nó có ít cho nên là em sẽ thanh lý lốt cho các bác cho nó gọn mẫu nhá. Nào, bên này các bác tham khảo cho em này. Đây là cái máy cưa xích điện nha các bác. Sử dụng điện trực tiếp 220V, giá cho em sẽ là 999.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác gọi cho em là máy cưa xích điện. Các bác mua thì nó sẽ có đủ bộ nha. Cái này nó sẽ có đủ bộ đấy, có máy này, có lam, có xích đi kèm đầy đủ luôn. Giá chỉ có 999k thôi. À, bên này các bác lên cho em này. À, đây là những cái mỏ hàn xung nhá. Cái mỏ này thì sẽ là hàng mỏ đồng các bác. Công suất 100W và sử dụng điện trực tiếp 220V. Đây, các bác sử dụng để hàn chì hàn thiếc nha. Giá cho em sẽ là 170.000. 170.000 miễn phí ship nha. Các bác gọi cho em là mỏ đỏ nha, 170k miễn phí ship. À, bên này thì các bác tham khảo cho em những cái bộ khẩu bắn bu lông 10 một chi tiết. Cái khẩu 1/2 rất là xịn sò như thế này. Đây, cái bộ này thì sẽ có bao gồm 9 cái khẩu 1/2 này, từ khẩu 8 đến khẩu 24. Có một cái lối dài và một cái tròng mặt tay như thế này luôn. Chất liệu thì phải nói rằng là bao đẹp, mạ chrome sáng bóng luôn các bác ạ. Giá cho em là 180.000 nhá, miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Các bác gọi cho em là khẩu bu lông 11 chi tiết, giá 180.000 này, miễn phí vận chuyển toàn quốc này. À, bên này sẽ là một cái máy thổi bụi của Makute. Cái này các bác sử dụng để thổi lá nhá. Đấy, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Cái này nó sử dụng điện là trực tiếp 220V. Thì các bác gọi cho em là máy thổi bụi của Makute, loại to. Đấy, giá cho em sẽ là 1.050.000. Cái này thì các bác sử dụng điện trực tiếp 220V và con này nó có công suất cực đại là 3.800W nha. Đây cái model của máy này. Đấy, các bác nhìn thấy cái model của máy này, 3.800W luôn. Hàng Makute chính hãng nhá, nên là các bác dùng cứ yên tâm về chất lượng luôn ạ. À, bên này sẽ là một chiếc cân điện tử này. Đây, cái đợt này em đang có cái chương trình sale cái cân điện tử này. Cân này là cân 30 nhá. Các bác sẽ cân được tối đa là 30kg.
Và các bác nhìn cho em cái cân này thì nó sẽ có nhiều chức năng đấy. Ở đây nó có những cái chữ nước ngoài này này, chữ tiếng Anh, các bác về các bác tra ra tiếng Việt cho em để tham khảo thêm những cái chức năng đầy đủ của cái cân này. Các bác có thể dùng để làm cân trọng lượng này, hoặc là cái này nó còn có cả cái chức năng máy tính nữa sao đấy. Để em chưa tham khảo kỹ đâu, nhưng mà các bác mua về các bác tham khảo dịch những cái chữ nước tiếng Anh này này sang nước Việt Nam cho mình để mình có thể tham khảo tất cả các chức năng nhá. Cái cân này thì giá có 750 thôi các bạn. 750 một cân nha, miễn phí ship cho các bác luôn. À, bên này các bác lên cho em những cái bàn cắt đẩy này. Cái này gọi cho em là bàn cắt gạch đẩy tay. Cái bàn này là của hàng Toboki chính hãng nhá. À, em sẽ có bàn 80, cái bàn này là bàn 80 này. Các bác nhìn cái bàn này thì nó rất là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Đấy, bàn 80 giá là 1,2 triệu. Còn bác là lấy bàn 1m giá là 1,5 triệu thôi. Đấy các bác nhìn cái này nó là hàng hãng, hàng chính hãng nên là các bác nhìn nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn. Đấy, cái này là bàn cắt gạch đẩy nha các bác nha. Đó, cái mẫu mã nó như này này. Đấy các bác nhìn thấy chưa ạ? Rất là đẹp và chắc chắn luôn nhá. Cái bàn này là bàn 80 nhá các bác nhá. Nào bên này lên cho em này, cái bộ máy đầm dùi nhá. Cái này gọi cho em là đầm gà nhá. Cái đầm gà của Toboki luôn này. Đầm gà thì sẽ có một máy này và một dây đầm như thế này các bác ạ. Giá 850.000 một bộ nhá. 850.000 một bộ. Cái này gọi cho em là bộ máy đầm gà. Đấy, có một máy và một dây đầm luôn. Giá cho em là 850.000 này. Đây, bên này các bác tham khảo cho em. Sẽ là một cái thân máy cắt cỏ bằng pin của Hukan chính hãng luôn. Chọn bộ sản phẩm này sẽ đầy đủ nguyên hộp như này luôn. Mà giá chỉ có 1.250.000 thôi các bác nhá. Cái này nó sẽ thiết kế hạt chân bi phổ thông nha. Về các bác lắp vào những cái quả bi chân bi phổ thông là mình xài. Đây các bác nhìn xem cái này nó sẽ có cả bánh xe này. Này có cả bánh xe này. Trang bị cho các bác đầy đủ hết luôn. Có cả găng tay như này đây. Đấy, đủ bộ hết như này nha các bác nha. Đấy, có cả lưỡi cắt kìa, có cả lưỡi cắt. Giá chỉ có 1.250.000 một thân máy thôi. Đây là giá thân máy, pin sạc là chưa có đi theo các bác nhá. Bên này thì các bác lên cho em này, một bộ máy khoan bê tông của Hukan. Mã này là mã K98 nha. Ngày hôm nay thì các bác mua cái mã này nó sẽ có nguyên hộp luôn này. Có máy này, có tay cầm, có hộp đựng. Và trong này sẽ được tặng kèm 3 mũi đục, 2 mũi khoan luôn. À đâu, 3 mũi khoan và 2 mũi đục đi kèm. Hàng Hukan chính hãng, logo dập lỗi luôn này các bác này, hàng logo dập lỗi nhá. Mã K98. Đây là một con máy khoan 3 chức năng, có đảo chiều và ở công tắc nó sẽ có điều tốc nha các bác nha. Mũi khoan đầu gài. Cái này nếu như mà các bác khi mà các bác trong cái quá trình sử dụng ấy, cái đầu cái chiều mà các bác khoan vào nó rất là mạnh, nó sẽ mạnh hơn những cái loại khác rất là nhiều. Tuy nhiên là cái con này nó có một cái đặc điểm là cái chiều vào nó sẽ mạnh hơn chiều ra nha các bác. Đấy, do là cái chiều vào nó sẽ mạnh hơn những cái hãng khác. Cho nên là các bác khi mà các bác dùng các bác cảm giác là cái chiều ra nó sẽ không được mạnh như chiều vào. Đấy, tuy nhiên là với máy khoan bê tông 3 chức năng thì các bác chủ yếu là dùng chiều vào thôi, chiều ra mình ít khi mình sử dụng đấy. Đấy, cho nên là cái con máy này thì nói chung là bao xài cho các bác thợ làm công trình, công trường thoải mái luôn. Nó có công suất cực đại là 1.100W các bác nha, 1.100W. Đây, máy 3 chức năng, hàng dây đồng 100% luôn. Huka là hàng công ty, hàng chính hãng và được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, cho nên là các bác dùng cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Ngày hôm nay bên em có chương trình sale xả bán tặng cho các bác cái mã này chỉ với mức giá 899.000 thôi. Các bác lên đơn cho em là khoan bê tông Hukan mã K98 giá 899.000, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này luôn cho em nhá. Bên này thì lên cho em này, một con máy khoan đục 17 ly của Hukan. Với cái bộ khoan đục 17 ly của Hukan, đợt này nó chỉ có mức giá 1.250.000 thôi các bác ạ. 1.250.000 thôi. Đấy, các bác sẽ có máy này, có hộp đựng và có hai cái mũi đục đi kèm nha. Giá 1.250.000 giúp cho em, hàng Hukan chính hãng mua này. Nào tiếp theo thì sang bên này các bác có thể tham khảo cho em một cái bộ bơm ô tô. Cái này gọi cho em là bơm lốp ô tô của Makute. Cái bộ này có nguyên hộp luôn đấy các bác ạ. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này nha. Và phụ kiện đi theo này, sẽ có máy này. Cái này có đồng hồ này các bác này. Đấy, có cả một cái túi đựng như này. Đấy, tức là nó sẽ có phụ kiện như thế này nha các bác nha. Phụ kiện như thế này. Với cái này thì các bác sử dụng để bơm lốp ô tô này. Đây, có cả đồng hồ đây này các bác này. Bơm lốp ô tô nhé. Và cái này các bác sẽ sử dụng là đấu trực tiếp vào cái ắc quy của ô tô ấy. Đấy, đấu vào bình ắc quy của ô tô để mình sử dụng bơm lốp. Giá cho em là 850.000 nha. Gọi cho em là bơm lốp Makute. Giá 850.000 này. Bên này thì các bác lên cho em này, những cái bộ này là bộ lục giác nhá. Cái này gọi cho em là bộ lục giác 9 cái này. Giá 70.000 này. Hoặc là đây là bộ hoa thị 9 cái này.
cũng 70.000 luôn. Với những cái bộ lục giác hoặc là hoa thị như thế này, các bác có thể mua về để mình sử dụng tháo những cái con ốc và những cái quả pin máy khoan pin đi các bạn. Đấy, giá tốt nha. Cái này thì lên đơn cho em là những cái súng bắn keo lến. Cái súng này là súng nhỏ nha. Súng nhỏ giá 80.000 thôi, còn các bác lấy súng to thì giá sẽ là 100.000. Cái này là cái súng nhỏ các bác ạ. Đấy, còn bên này sẽ là những cái súng bắn đinh. Những cái súng bắn đinh bằng hơi nhá. Em sẽ có loại đinh 3, đinh 5 rồi đinh 7 cũng có luôn. Các bác cần loại đinh bao nhiêu thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt hàng này. Bên này thì tham khảo cho em một cái máy khò xanh. Máy khò xanh của T-Box các bác ạ. Cái này các bác cứ gọi cho em là máy khò xanh nha. Giá chỉ có 350.000 thôi. Miễn ship tận nhà các bác luôn. Cái này thì nó siêu nóng luôn. Sử dụng điện trực tiếp 220V. Và công suất của máy sẽ là công suất cực đại 2000W nha. Một cái túi đựng đồ nghề đeo hông rất là tiện lợi luôn này. Phù hợp cho tất cả các bác thợ mình làm việc ở trên cao, làm trên thang, trên giáo thì các bác có thể sở hữu cho em cái sản phẩm này. Chất liệu của nó sẽ là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp nha. Siêu bền luôn các bác ạ. Thiết kế của túi sẽ có một ngăn to ở đây nhá. Một ngăn to này. Bên này có một cái điểm gài máy khoan pin này. Bên này sẽ là những cái móc treo kìm kéo cả lê tô vít. Và bên đằng sau sẽ là một cái củ khóa rất là to luôn. Cái này thì giá 160.000 thôi. Các bác được miễn ship luôn nhá. Bác làm mình làm trên thang, trên giáo thì các bác có thể sở hữu cái mã này. Gọi cho em là túi đeo hông nhá. Bên này lên cho em là những cái khò ga mili này. Các bác lấy cho em cái khò này là khò đơn nhá. Cái này gọi cho em là khò đơn này. Giá cho em là 120.000 miễn phí ship này. Còn cái này là khò đôi này. Khò đôi là 150.000 miễn phí ship này. Bác nào lấy khò đơn là sẽ theo cả thuốc hàn và que hàn luôn nhá. Còn khò đôi thì nó không theo bất kỳ một cái phụ kiện gì. Cái này không theo bình ga nha. Về các bác lắp vào những cái bình ga mili như này cho em này. Mình sử dụng để hàn ống đồng này hay là khò lông chó, lông vịt rất là ok luôn các bác ạ. Nào em lên tiếp cho các bác này, đây là những cái mỏ hàn thiếc nha các bác. Nhưng mỏ hàn này sẽ là mỏ hàn điện tử, các bác tham khảo cho em. Đây cái mỏ hàn này nó sẽ có hiển thị điện tử ở đây này. Các bác tùy chỉnh được nhiệt độ và sẽ tăng giảm ở đây nhá. Hiển thị luôn. Công suất là 80W, sử dụng điện trực tiếp 220V. Các bác sử dụng để hàn chì, hàn thiếc. Và giá của mỏ hàn sẽ là 240.000 miễn phí ship nha. Các bác gọi cho em là mỏ hàn đen nhá. 240.000 thôi. Miễn ship hoàn toàn về tận nhà các bác luôn. Và nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Giá chỉ có 240.000 thôi. Miễn ship hoàn toàn luôn các bác ạ. Tiếp theo thì qua cái phía bên này. Hôm nay thì bên em dọn kho nó còn một ít cái thân máy mài pin nhá. Em sẽ có nhiều màu. Có nhiều màu để cho các bác nhà mình sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn này. Các bác lên đơn cho em là thân máy mài pin. Có 3 màu như thế này. Đây. Cái màu này sẽ là màu vàng này, màu xanh này và màu đen. Các bác gọi cho em là thân máy mài pin nhá. Các bác chọn màu nha. Hoặc các bác mà không chọn màu thì em sẽ gửi bất kỳ. Ngày hôm nay thì sẽ có 3 màu như thế này. Và tuy nhiên mỗi màu nó chỉ còn số lượng là mỗi màu vài cái thôi. Nên là bác là chốt thì là mình nhanh tay mới có đơn nhá. Đồng giá nhau cho em là 399.000 một thân máy. Đây là thân máy mài pin một tấc nha. Chơi pin phổ thông này. Sử dụng công tắc bóp như thế này. Đấy. Và có chốt hãm nha. Hôm nay thì các bác mua thân máy mài, các bác sẽ được tặng kèm thêm là phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi luôn. Và được miễn phí ship luôn nhá. Giá chỉ có 399.000 thôi. Chưa bao gồm pin sạc các bác ạ. Đấy. Với những cái mã thân máy mài này các bác điều chỉnh được 3 tốc độ luôn. Vì các bác cứ lắp vào những cái quả pin chân pin thông dụng mình xài. Lê đơn cho em là thân máy mài pin màu đen này, thân máy mài pin màu xanh này hoặc là thân máy mài pin màu vàng. Đồng giá nhau 399.000 một thân máy các bác nha. Miễn ship toàn quốc luôn. Đó, còn nếu mà bác làm mà mình chưa có pin, mình có thể mua thêm pin nhá. Có thể mua thêm pin. Đấy, tham khảo nếu mà máy mài các bác dùng cho em những cái quả pin của Macan như thế này. Pin của Macan chính hãng luôn này các bác này. Với những cái quả pin 10 xe như này, giá của nó chỉ có 320.000 thôi là pin 10 xe. Còn bác nào lấy pin 15 xe thì sẽ là 400.000 một quả miễn ship luôn nhá. Đấy, gọi cho em là pin của Macan. Đấy, và hôm nay thì em có một ít cái pin của Hitachi này các bác này. Cái này các bác gọi cho em là pin 10 xe của Hitachi. Cái đợt này nhá, nếu mà bác nào chốt pin 10 xe của Hitachi thì là em đang có cái chương trình bán tặng cho các bác với mức giá 250.000 một quả miễn phí ship luôn. Đây là quả pin châu 10 xe và sử dụng hàng chơi pin phổ thông các bạn. Đây là những cái quả pin mà theo cái bộ bu lông Hitachi ấy.
Vừa rồi là rất nhiều bác là cần mua thân máy, cho nên em bóc thân máy ra bán rồi, bây giờ nó còn lẻ lại một ít pin. Pin này nó sẽ là pin theo máy nên là các bác dùng rất là tốt nhá. Giá chỉ có 250 thôi. Nhưng mà bác nào, nếu mà bác nào lấy hai quả em sẽ giảm giá 50.000 đấy, riêng cái pin của Hitachi này. Đấy, em bán nốt cho nó gọn mẫu lên là cái giá nó hời lắm, số lượng không có nhiều. Bác nào chốt mình cứ nhanh tay là có. Gọi cho em là pin 10 xe của Hitachi nhá. Một quả sẽ là 250, còn bác nào lấy hai quả thì sẽ là 450k. À, bên này sẽ là một cái bộ máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V. Đây, cái bộ này các bác gọi cho em là máy mài đỏ nha. Máy mài của Dorama sử dụng điện 220V này, công suất 850W. Con này thì nó sẽ sử dụng là hàng công tắc gạt đuôi này. Đấy, công tắc gạt đuôi nha, dùng rất là bền luôn. Và hàng dây đồng 100% luôn các bác. Giá cho em là 350.000 thôi. Giá cực hời luôn. Lên đơn cho em là máy mài màu đỏ nha, giá 350k nha, miễn phí ship luôn. Phụ kiện con này thì nó nhỏ gọn cho nên là nó sẽ không có thiết kế tay cầm. Các bác sẽ có một máy này, một ốp bảo vệ lưỡi và một tay mở lưỡi nhá. Bộ Taroren này các bác này, bộ mũi khoan Taroren 6 cái. Cái này nó sẽ có từ mũi 3 đến mũi 10, không có mũi 7, không có mũi 9 nha. Giá cho em là 200.000 miễn phí ship. Đây nó là hàng chân lục giác này. Các bác về lắp vào những cái máy khoan, khoan pin hoặc là khoan điện là các bác xài, sử dụng để Taroren. Đấy, gọi cho em là bộ mũi khoan Taro. Giá 200k miễn phí ship luôn nha các bác nha. Bên này thì các bác lên cho em này một cái mã máy mài của Hukan, hàng chính hãng luôn. Đây là máy mài chuôi dài. Cái này thì nó sẽ thiết kế là công tắc bóp như thế này, chỗ than bên ngoài nhá. Đặc biệt cái bộ này sẽ điều chỉnh được 6 nút tốc độ luôn các bạn. Hôm nay với mức giá siêu hấp dẫn luôn, các bác lên đơn cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan chỉ với mức giá 450.000 thôi. Các bác sẽ có nguyên bộ là có máy, có tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn nhá. Công suất cực đại 950W, giá chỉ có 450.000. Đấy, các bác tham khảo lấy thêm những cái bộ lam xích này về lắp vào những cái máy cắt cầm tay mình dùng này, giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, cái bộ này thì nó sẽ có nguyên bộ đấy, có lam, có xích và có cả loại đựng dầu luôn nhá. Lam này dài 34 cm, đây là loại lam dài luôn, giá 180.000 miễn phí ship này. Bộ chuyển đổi cắt tôn này giá 250.000.